không chị thẻ thôi. Ừ thôi giá sạc, giá sạc thôi, giá sạc cái nhỏ con nha, giá cái đạt đâu. Đúng rồi để thôi, cái đá trụ em đâu, cái đá trụ, cái đá trụ bỏ đá trụ đi. Giá thôi. Đúng rồi. Ơi. Hả? Không lo lắng lại. Để chỗ này ơi. Đó đó. Thời gian chết cho võ sĩ gốc đài xanh. Tiếp tục trận đấu. Rồi. Vậy đạt. Cái gì chị nó cứ vô góc nha em, cứ vô góc nha. Không được, không được. Mẹ góc nha đạt. Mẹ góc đó giá rồi. Trọng tài không có nhận rồi đó ngã. Đúng rồi. Cái đứng vô dây em ơi. Mẹ góc rồi đạt. Trọng tài không công nhận lần đánh ngã. Trọng tài không công nhận lần đánh ngã. Chúng ta công nhận lần đánh ngã cho võ sĩ gốc cây đỏ. Trọng tài công nhận lần đánh ngã cho võ sĩ gốc đài đỏ. Dứt thì thi đấu nhé. Hiệp thi đấu thứ hai. Tiếp tục. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho võ sĩ gốc đài đỏ. Đích chân trái nè. Đúng rồi. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã.
Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho võ sĩ gốc đài đỏ. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Hiệp thi đấu thứ ba. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Giành một cái thôi, giành một cái là vô luôn. Ập luôn. Vô nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô góc đánh trước luôn. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Giành một cái là em luôn nè, vô luôn nè. Này, giành nè. Đúng rồi, đó. Làm lại. Trọng tài không công nhận đòn ngã. Hai trái này. Thời gian kết cho võ sĩ gốc đài đỏ. Tiếp tục trận đấu. Đúng rồi. Xây ra. Mở rộng tay ra. Hai trái.
em với tên sau nữa. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Dứt hiệp thi đấu thứ ba, võ sĩ Đỗ Thanh Đạt và Nguyễn Đình Minh Khuê. Ngay bây giờ xin được phép mời phía trọng tài sẽ công bố kết quả. Phía trọng tài Đan Đức suy nghĩ. Lá cờ xanh hay lá cờ đỏ sẽ được dương lên đây ạ. Các giám định chú ý công bố điểm. Võ sĩ gốc đài xanh 8 cuộc. Yeah, và lá cờ xanh xin được chúc mừng Nguyễn Đình Minh Khuê. Thì hiện tại bây giờ cảm xúc của Khuê sau khi thắng trận như thế nào? Em rất là vui mừng và rất là hào hứng. Trong 3 hiệp thì cái lúc nào là lúc mà anh cảm thấy mình đuối sức nhất? Trong 3 hiệp đấu em năm 2019 3 hiệp cuối của em đã cố gắng hết sức. Và anh đánh giá đối thủ của mình như thế nào? Đối thủ của em khá tốt trong trận đấu. Vì bạn đó là một người đánh rất là giải quyết chiến bạc giải vô địch võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Chiến đầu năm 2019. Chiến bạc kickboxing. Có thể tiết lộ một chút về kế hoạch sắp tới của mình sau khi tham gia cái giải đấu này không? Dạ em. Hai võ sĩ của chúng ta sẽ cùng tham gia tại hải cân. Lúc nào cũng hướng lên những trận đấu cao hơn, đỉnh cao hơn và chuyên nghiệp hơn. Nhất là những trận đấu ngoài thế giới. Ok, chúc mừng cho chiến thắng của anh.